Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy nên shop linhnamotỷ.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục ram rom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel mình Miền Nick Đạt 1 tỷ đây. Thì hôm nay ở trên group đã nong server 2 ấy, thì có một bạn AL37 ở group đó đăng một cái tin đó là về cái ngọc rồng nậu anh em ạ. Đại loại là bạn ấy đăng là cân nhắc thì anh em không có gì miễn phí cả. Đại loại là có những cái người mà tải game ngọc rồng nậu về trong máy của mình ấy thì sẽ bị cái game ngọc rồng nậu ấy nó cây non mất những cái nick của cái phiên bản chính của anh em. Ở đây thì có một bạn Dũng Phạm, bạn Dũng Phạm là bot group của group Tinh Carrot. Thì bạn này thì rất uy tín và rất là giỏi về công nghệ, thế nên là chúng ta có thể đặt chọn niềm tin vào bạn này. Bạn này thì bạn ấy bảo là đây anh em có thể xem này, bạn ấy bảo này anh em có thể xem tài ngọc rộng nậu xong đó nó cây non bay cả server chính. Thế bạn Dũng Phạm bạn có trả lời là chuẩn rồi. Đây vừa có một thằng kêu mất đồ cái endex hay là endex hay là cái gì ấy, qua check thử thì thấy trong thùng rác có hai bạn free của bọn éo nào đấy cộng một bạn server nậu đấy, nhìn hiểu liền. Mình cũng không hiểu cái từ này bạn ấy nói nghĩa là gì, nhưng mà mình đi phân tích thử chuẩn rồi, so với cả cái từ so với cả cái câu là tải ngọc rồng nậu sau đó nó cây non bay cả server chính thì bạn nói là chuẩn rồi. Còn ở dưới đây là lý do thì anh em không, mình cũng không hiểu lý do này nó như nào, mình chỉ quan trọng là kết quả là bạn ấy nói là chuẩn rồi, tức là cái ngọc rồng nậu khi mà anh em tải về là nó sẽ bị cây non và mất phiên bản chính. Ở đây thì vẫn rất là nhiều những cái phiên rất là nhiều những cái bạn mà có cái suy nghĩ là trái chiều đối với bạn Dũng Phạm. Ở đây thì có rất là nhiều người nói là rồi thì mod kết hợp với cả phiên bản nậu, thì mình không hiểu ý bạn ấy lắm. Còn tiếp theo là có những cái bạn là may mình vừa bán ác rồi, tức là bạn này đã bán mắc rồi. Bạn nữa là thấy giống chiêu trò kéo game thủ về hơn, chiêu trò kéo game thủ về hơn đấy, chắc là ý của bạn Tuấn VC này là cái bạn AL37 vừa nãy bạn đang tốt đấy, bạn chủ tốt đấy là giống là kéo cái game thủ về để mà ấy, chứ thực ra là không có kiểu kiểu thế. Còn bạn Hoàng Hải thì ý bạn ấy là sàm nờ chứ máy thằng nào có Windows Delphin Deck hay cái gì mình cũng không hiểu, mình không hiểu thì chạy NZO mà có cây non hay Trojan thì biết ngay não bò à. Thì Trojan là hình như là phần mềm gián điệp hay sao, cây non là đấy thì anh em biết rồi. Mấy bạn Hoàng Hải thì nói là mấy thằng buôn ác thì sợ chúng nó qua nậu hết không ai chơi bản chính nên là dựng nên câu chuyện này đấy. Thì mình cũng nghĩ, mình thấy là bạn Hoàng Hải này nói tuy rất là thô nhưng mà mình cũng thấy là nó cũng cũng hợp lý đấy. Nói chung ai ở trong này cũng nói hợp lý cả. Bạn kia thì bạn Dũng Phạm thì rất là hiểu về công nghệ thì mình cũng thấy là cũng đúng, cũng cũng đúng bởi vì mình cũng không chơi cái bản đậu. Còn ở bạn này thì bạn nói là có CC, ta chơi gần tháng giờ bị CC gì đâu đấy. Còn bạn Triệu Hoàn này thì bạn ấy bảo là phiên bản tự hỏi không còn phiên bản chính trong máy cây non thì nó cây non kiểu gì, tức là bạn ấy đã bay hết tích chính rồi và không tải phiên bản bản gốc chính nữa, tức là bạn ấy nghỉ game. Còn bạn Nguyễn Thắng này thì bạn ấy bảo là ông nghĩ nó cây non cả mỗi game ngọc rồng không à. Thế ở đây thì ngoài game ngọc rồng ra thì anh em có rất nhiều các tài khoản, như tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng, rất nhiều thứ quan trọng hơn cả cái tài khoản ngọc rồng của anh em, rất nhiều luôn, quan trọng hơn cả cái tài khoản ngọc rồng của anh em đấy. Thì ở đây thì có là lúc tôi cài tôi biết có vấn đề mà, nhưng mà mấy cái máy của tôi cổ Nahi rồi Oppo Neo 7 được 5 năm rồi chẳng có gì trong máy luôn. Nói chung bạn này là thuộc cái dạng là chẳng có gì để mất rồi, thế nên là cũng bình thường anh em ạ. Nên là anh em có thể ấy. Còn mình thì mình cũng không có gì, cũng không ý kiến gì cả. Mình thì chỉ biết là bạn Dũng Phạm này chắc chắn là một người mà cực kỳ giỏi luôn. Bạn này ra tool rất là nhiều, ví dụ tool Win danh trại này, tool các thứ mà AD còn phải chịu bạn này ấy. AD còn phải chịu ấy chứ không phải đơn giản. Thế bạn ấy nói chuẩn rồi thì mình nghĩ là anh em mỗi người mỗi một phong cách, mỗi người một một cái thích chơi, một cái thể loại game, có người thích chơi đậu, có người thích chơi bản chính. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà anh em mà những cái anh em mà sợ bản đậu mà có cây non ấy thì anh em có thể qua bản chính. Còn những anh em mà không tin rằng là bản đậu có cây non thì anh em vẫn có thể ở lại bản đậu. Và theo mình thì mình cũng không có ý kiến gì bởi vì mình cũng không biết gì để mà mình có ý kiến gì. Thế nên là anh em ai chơi ai thích chơi bản nào thì cứ chơi tự nhiên thôi. Anh em mua nick thì anh em shop nick tầm tỷ chúng con để hộ mình nha. Dạo gần đây thì bản đậu ra thế nên là tất cả các AD bán đều rất là ế nhưng mà cũng phải cố gắng khắc phục thôi. Mong rằng AD Min sẽ ra rất là nhiều các chức năng khác để kéo lại người chơi về. Ok anh em nhớ này là cái supply cho mình nhá. Anh em mua nick anh em shop nick nằm ở tỷ com của mình nha, mua vàng ngọc ý bên Facebook Zalo mình nha. Shop nick mình bán mắc rẻ mắc uy tín khuyến mại từ 10% đến 40% và anh em chơi chán hoàn tiền đến 90%. Anh em hãy cứ trải nghiệm shop nick nằm ở tỷ com của mình một lần rồi anh em sẽ hiểu nhá. Ok bye bye mọi người nhớ đăng ký và subscribe cho mình nhá. Giờ mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất để nhận được phần thưởng là 10k shop nha. Bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng là bạn Trung ấy đã nhận được 10k shop nha. Bạn thứ hai thì mình xin chúc mừng là bạn Hậu ấy đã nhận được 10k shop nhá. Anh em nhớ comment tài khoản shop bên dưới thì mình tặng tiền.